Một vụ án mạng nhẫn tâm cũng liên quan đến trẻ em vừa xảy ra ở Vĩnh Long. Kêu vợ hờ đi lấy đồ đựng con rắn mới bắt được, nhưng người này chưa đi vì phải dỗ con khóc. Gã thanh niên mất nhân tính đã tức giận đạp chết đứa con riêng 2 tuổi của vợ hờ. Ngày 11 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với bị can Nguyễn Minh Quân, 31 tuổi, ngụ xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Kẻ mất nhân tính đã gây ra vụ án đau lòng này. Theo điều tra, Quân sống chung như vợ chồng với chị N.T.HN, 23 tuổi, và con riêng là bé J.B., 2 tuổi tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cách đây không lâu, quân bắt được một con rắn. Khi về đến nhà, quân kêu chị N lấy đồ ra đựng. Lúc này chị N đặt bé JB xuống nền nhà để đi lấy đồ đựng rắn cho quân thì bé khóc nên quay lại chỗ bé nhưng bé vẫn khóc lớn thấy vợ hờ không nghe lời mình quân tức giận dùng chân đạp trúng vào đầu và chân bé jb khiến bé bất tỉnh thấy vậy quân cùng với chị n đưa bé jb đi cấp cứu đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì bé jb tử vong tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong của bé jb là do chấn thương sọ não tại cơ quan điều tra nguyễn minh quân thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do nghiện ma túy mà không có ma túy để sử dụng nên không kiềm chế được cơn tức giận và đã phạm tội giết người